Rồi, chào anh em nha. Hôm nay em còn một cái combo 110 bấm nhất rồi cho anh em đang chơi quay dòng máy quay rim muốn lên 110 bấm nhất rồi ha. Thì đây em còn một cái bộ là Zenlock 110 của Citylet 110 ha. Zen 110 Citylet máy 96 như cái Zen quay thái 110 bình thường ha. Zen đẹp, bao im, không rơ lắc. Lóc thì không nứt bể nha. Đó. Cái Zen mặc định của xe quay thái 110 hoặc là của Citylet 110 là cái lóc bên bơm nhớt á, nó sẽ rất là bóp, nó ôm cứng luôn cái mặt đạn nha, nó ôm cứng luôn cái mặt đạn. Nên mà cái lóc mà muốn khi mình rã máy ra thì mình khi mình rứt ra thì thường thường cái Zen nó sẽ dính luôn cái lóc này. Bây giờ anh em mà muốn lấy ra thì mình phải gọi là cạo mới ra được, chứ nó không có lỏng như bình thường bên lóc số. Thì giá cho cái combo Zenlock Citylet 110 đẹp này em bán là 2,1 triệu nha. Đó, Zen đúng Zen, zin theo xe, không rơ lắc, bao im, anh em về xài ngay ha. Lóc đẹp nè, lóc rã máy lần đầu luôn. 2,1 triệu cho cái combo Zenlock Citylet 110 chưa một lần rời nhau. 2,1 triệu nha anh em. Đồ đẹp giá cao, ở đây em bán là đồ đẹp giá cao, đồ xấu giá rẻ. Nên đồ đẹp giá đẹp, đồ xấu giá xấu. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332.